tề mặc cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng ly tâm rúc vào ngực hắn không khác gì con chim nhỏ cô nàng tưởng trốn tránh là hết chuyện tề mặc bất giác nhếch môi bàn tay hắn lại xoa nhẹ lên vết thương trên ngực ly tâm lúc nãy do quá phẫn nộ hắn quên cả chuyện nên nhẹ tay một chút với ly tâm Tề mặc ra tay mạnh đến nỗi ly tâm đau đớn, mặt mũi tái mét, nước mắt lưng tròng. tề mặc vừa trải qua một cơn giận dữ không thể nói ra lời. Kể từ khi ngồi lên ghế lão đại của tề ra, tâm trạng vui buồn dường như biến mất khỏi con người tề mặc. Hắn học được cách khống chế bản thân, hơn nữa cũng chẳng có điều gì khiến hắn cảm thấy vui buồn hay phẫn nộ. Nhưng vừa rồi, việc ly tâm nói dối khiến tề mặc thật sự tức giận. Vì vậy, hắn không thể khống chế trạng thái của mình. Tề mặc hơi nhăn mặt, lâu rồi hắn mới có cảm xúc đó, được tề mặc xoa bóp một lúc, vết thương trên ngực ly tâm không còn đau như trước. Cô than thầm trong lòng, sớm biết vậy cô không bộc lộ tài năng của mình, sửa lại đoạn băng rồi mới đưa cho bọn họ. Không biết tề mặc sẽ bắt cô làm gì nữa. Cô có tài trôm chìa, hắn bắt cô mở khóa cô biết đua xe bị ép làm tài xế của hắn bây giờ tề mặc biết cô giỏi máy tính hắn sẽ bắt cô làm gián điệp cũng không biết chừng ly tâm chỉ nhìn thấy một tương lai tăm tối đang chờ đón cô không khí tiếp tục trầm lặng trong không gian chật hẹp trên chiếc xe ô tô thỉnh thoảng vang lên tiếng gọi điện thoại ra lệnh này nọ mấy người đàn ông vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng thấy đám đàn ông không còn chú ý đến mình ly tâm liền ngẩng đầu cô nghe hồng ưng ra lệnh qua điện thoại toàn những câu tanh mùi máu như tiêu diệt giết hết nuốt trọn tề mặc không nói một lời nào giống như chuyện còn con này không cần hắn phải ra mặt ly tâm hơi động đậy người vết thương đã hết đau tề mặc vẫn tiếp tục vuốt ve ngực cô hồng ưng ngồi bên cạnh quay đi chỗ khác vờ như không nhìn thấy ly tâm bất giác đỏ bừng mặt cô giữ chặt tay tề mặc nói khẽ không đau nữa tề mặc nhíu mày ngồi yên hắn không thèm để ý đến sự kháng cự của ly tâm tiếp tục xoa bóp ngực cô tình trạng vết thương của cô hắn hiểu rõ hơn ai hết Giai đoạn sau khi bị thương còn đau hơn lúc trúng đạn, hắn có không ít kinh nghiệm trong vụ này, Ly Tâm nghiến răng, giơ cả hai tay nắm tay Tề Mặc, "Vậy anh đổi chỗ cho tôi, lưng tôi đau." Bị Tề Mặc giữ chặt hồi lâu, lưng cô vừa nhức vừa mỏi, Tề Mặc hừm một tiếng rồi bế Ly Tâm đặt sang bên cửa xe, còn hắn ngồi vào giữa Ly Tâm và Hồng Ưng, Ly Tâm liền thở phào nhẹ nhõm bàn tay xoa bóp của tề mặc không mang theo bất cứ tình cảm nào mà chỉ đơn thuần là mát xa do đó ly tâm không cảm thấy ngại ngùng nhiều lúc thói quen là một điều đáng sợ nhìn cảnh vật bên ngoài ly tâm đột nhiên sững người chúng ta đi đâu đây sân bay tề mặc trả lời lạnh nhạt ly tâm tỏ ra mừng rỡ chúng ta quay về bây giờ không cần ở lại nơi quái quỷ này nữa nghĩ đến chuyện có thể trở về nước mỹ ly tâm thấy phấn chấn hẳn lên tùy tâm có nhiều khả năng đang ở mỹ cô gặp người cộng sự lần cuối ở nơi đó mà quay về mỹ cô sẽ có nhiều cơ hội hơn ở nơi súng đạn nguy hiểm này nhìn gương mặt rạng rỡ của ly tâm tề mặc cất giọng đều đều như cũ tôi không có nhiều thời gian lần này tôi đích thân đến coi như nể mặt đông nam á lắm rồi quá lãng phí thời gian của tôi nghe tề mặc nói vậy ly tâm liếc xéo hắn địa bàn lớn thế anh còn kêu tốn thời gian của anh đúng là lão đại có khác, tề mặc vỗ nhẹ lên đầu ly tâm, ở mảnh đất này nếu buôn bán ma túy thì còn tạm tạm, làm thứ khác cũng chẳng làm lớn được, tôi không để vào mắt, ly tâm nhăn mặt, thế thì tại sao anh lại muốn đoạt lấy địa bàn này, tề mặc cất giọng lạnh lùng, nó vô dụng ở trong tay tôi, nhưng không có nghĩa cũng vô dụng trong tay kẻ khác. Đối với tôi nó là cục sắt gì, nhưng đối với một số người nó lại là kim cương thứ như vậy để trong tay tôi vẫn tốt hơn không cần tốn công sức cũng có thể khống chế mạch máu của người khác ly tâm nghe nói vậy liền bĩu môi chuyện này quả thực nằm ngoài sự tưởng tượng của cô nhìn bộ dạng tề mặc ly tâm đột nhiên cảm thấy cô lựa chọn cuộc sống trước đây là hoàn toàn sáng suốt muốn làm gì thì làm muốn đi đâu thì đi tự do tự tại không cần bận tâm đến đua tranh địa bàn kẻ thù chỉ cần tìm ra tùy tâm cô sẽ bỏ trốn đi thật xa dù chui rúc ở châu phi cũng an toàn hơn ở bên cạnh tề mặc người này tàn ác quá hủy hoại bao gia tộc bao thế lực chỉ là vì một mục đích khống chế thế lực có khả năng uy hiếp đến mình ly tâm càng hạ quyết tâm rời xa tề mặc còn ở bên cạnh hắn cô sẽ đi đến sự hủy diệt lúc nào không hay không cần nghĩ cả đời này nếu cô không theo tôi thì chỉ còn con đường đi theo diêm vương một giọng nói lạnh lùng không có bất cứ cảm xúc nào vang lên bên tai ly tâm nghe kỹ có thể thấy mùi nguy hiểm trong đó ly tâm giật bắn mình cô tự tin bản thân tuyệt đối không để lộ suy nghĩ trên nét mặt ra đời bao nhiêu năm nay, ly tâm học được cách không để người khác nhìn ra suy nghĩ của mình. Tại sao tề mặc lại nói câu đó? Ly tâm ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, tề lão đại, tôi không có ý gì khác, tề mặc đưa tay nhấc cầm ly tâm, trò của cô không có tác dụng với tôi. Nếu tôi còn không nhìn ra, không biết chết bao lần từ đời nào rồi, ly tâm cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Tên tề mặc này rốt cuộc là người hay là thần thánh? ly tâm than thầm trong lòng tề mặc nhếch mép nở nụ cười lạnh lẽo tay vuốt nhẹ lên lưng ly tâm nói từng chữ rành giọt hãy nhớ đừng lừa dối tôi đừng giở trò với tôi bằng không người chịu thiệt chỉ là cô mà thôi ly tâm bất giác cúi đầu tề mặc quá bá đạo nhưng cũng phải nói là cô thể hiện quá rõ ý đồ của mình trước sau gì cô cũng sẽ cứu người và ra đi cô còn nhiều thời gian hắn cứ chống mắt chờ xem cho nổ tung là được rồi điều hết người ở biệt thự về châu âu các chú cần làm gì thì ra tay nhanh lên nghe giọng nói lạnh lùng của hồng ưng ly tâm hơi giật mình cô ngẩng đầu đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của tề mặc ngôi biệt thự xa hoa như vậy mà nói hủy là hủy quá lãng phí quá thủ đoạn đây chắc là thủ đoạn mà tề mặc nhắc đến tuy ly tâm không rõ nó có tác dụng gì hết chuyện để nói ly tam thả lỏng tinh thần cô từ từ thiếp đi trong lòng tề mặc thấy ly tâm nhắm mắt thở đều đều tề mặc phất tay ra hiệu đám hồng ưng hạ thấp giọng nói Tề Mặc chỉnh lại tư thế để một khoảng trống trước ngực Ly Tâm, giúp cô có tư thế dễ chịu trong lòng hắn, sân bay đèn điện sáng trưng, Tề Mặc ôm Ly Tâm đang ngủ say sưa lên chiếc máy bay tư nhân của hắn. Chiếc máy bay lao vào màn đêm xuyên qua Đại Dương, tới đích đến tiếp theo của Tề Mặc, Roma, Italy, đất nước cổ kính ở châu Âu, nơi có bề dày lịch sử và nền văn hóa lâu đời ở đất nước này đếm không hết những vị anh hùng các khu di tích lịch sử tất nhiên đây không phải là điều ly tâm quan tâm khi cô mở mắt nhìn cảnh vật bên ngoài xe ô tô đầu óc bỗng cô nổ tung italy là đất nước ly tâm quen thuộc đến nỗi cô cảm thấy giật mình thon thót tại sao lại đến italy ngồi trong chiếc xe cadillac dài ly tâm không thèm để ý tại sao tề mặc lại thích loại xe này cô trừng mắt nhìn thẳng vào gương mặt vô cảm của hắn tề mặc cúi xuống vừa vuốt tóc ly tâm vừa cất giọng lãnh đạm cô đi theo tôi sẽ không ai dám làm gì cô tề mặc biết rõ ly tâm là người tổ chức ăn trộm đang chóc nã có thưởng italy là nơi có lẽ ly tâm không muốn đến nhất cũng là nơi kỵ húy nhất vì vậy chẳng cần nói nhiều tề mặc đưa thẳng ly tâm vào trong đôi cánh của hắn tin chắc tổ chức ăn trộm sẽ không dám động đến cô nghe những lời kiêu ngạo của tề mặc ly tâm đột nhiên cảm thấy yên lòng dù sao người ngồi bên cạnh cô cũng là lão đại của tề ra khét tiếng giang hồ nếu hắn không thể bảo vệ cô thì hắn về quê cày ruộng cho xong tề mặc thấy ly tâm im lặng tưởng cô vẫn còn lo lắng hắn cất giọng lạnh lùng với hồng ưng ngồi cạnh hủy diệt nó hồng ưng vâng vâng dạ dạ tuy hai người không nói rõ hủy diệt cái gì nhưng ly tâm đi theo tề mặc đã lâu cô lập tức hiểu ý tề mặc ly tâm nắm chặt cánh tay tề mặc đừng đừng tiêu diệt họ tề mặc liếc qua ly tâm cau mày ly tâm trầm mặc một vài giây rồi lên tiếng những người ở đó đều lớn lên cùng tôi không phải ai cũng đối xử tệ với tôi tôi không muốn vì tôi tất cả bị tiêu diệt tề lão đại những người gây chuyện với tôi tôi sẽ tìm cách tính sổ với họ tôi là người thù dai nhưng người không liên quan gì đến tôi tôi không muốn họ bị liên lụy anh không cần giúp tôi ra mặt đâu chuyện còn con này tôi có thể tự giải quyết tề mặc không đáp lời ly tâm im lặng nhìn hắn rồi nở nụ cười rạng rỡ mất công tôi hành đạo bao nhiêu năm nay anh đừng hủy hoại danh tiếng của tôi có được không, tề lão đại, chứng kiến bộ dạng nịnh nọt của ly tâm, tề mặc hừm một tiếng, sau này xảy ra chuyện gì đừng tìm tôi đấy, vâng. Vâng, việc của tôi tôi sẽ tự mình giải quyết, tuyệt đối không phiền đến lão đại. Thấy tề mặc nhận lời, ly tâm liền mỉm cười. Mặc dù không có tổ chức ăn trộm, số mệnh của cô sẽ khác đi, nhưng cô đi theo con đường này, tổ chức không hẳn bạc đãi cô không phải tất cả mọi người trong tổ chức đều trở mặt với cô ly tâm không có tư cách cũng không thù hận đến nỗi phải tiêu diệt cả tổ chức danh tiếng cô thì có danh tiếng gì chứ trên bạch đạo hay hát đạo lập hộ vừa lái xe vừa tươi cười nhìn ly tâm qua gương chiếu hậu hoàng ưng ngồi bên cạnh nghe thấy câu hỏi bất giác nhếch mép cười Ly Tâm chẳng ở trong giới nào cả, thế mà cô nàng còn dám lớn tiếng, Ly Tâm lườm lập hộ, dù sao cũng nổi tiếng hơn các anh. Dù cô không có tên trong giới bạch đạo lẫn hát đạo nhưng ít nhiều cô cũng có chút danh tiếng. Nếu buồn phải nói ly tâm thuộc đạo nào thì cô chọn khôi đạo, màu xám, không trắng không đen, tổng kết mãi mới tìm ra đạo của mình là đạo màu xám, ly tâm thấy nhụt trí hẳn cô tì tay lên vai tề mặc hắn giơ tay vuốt nhẹ tóc cô hành động của tề mặc khiến ly tâm có cảm giác cô giống như con mèo bị hắn vuốt ve ly tâm nói lãnh đạm tôi không phải là sủng vật tôi cũng không nuôi sủng vật tề mặc đáp lạnh lùng cái thứ động vật toàn thân đầy lông lá được gọi là sủng vật đó hắn cũng không có hứng thú nuôi dưỡng ngẩng đầu nhìn sắc mặt không hài lòng của tề mặc ly tâm liền than thầm Cô đã sai rồi, tề mặc đến con người còn không muốn nuôi chứ nói gì sủng vật. Ly tâm liền đổi sang đề tài khác, lão đại, chúng ta đi đâu đây, mafia, gì cơ? Ba chữ thốt ra từ miệng từ mặc khiến ly tâm giật bắn người. Cô mở to mắt nhìn hắn ba chữ đó có thể nói bằng một ngữ khí bình thản sao chứng kiến bộ dạng kinh hoàng của ly tâm tề mặc cau mày đừng làm ra vẻ như gặp ma thế khiến tôi mất mặt quá ly tâm chớp chớp mắt hoàng ưng ngồi trước lắc đầu mafia thôi mà có đáng để cô kinh ngạc thế không chẳng qua cũng chỉ là một tổ chức mà thôi ánh mắt tề mặc lóe một tia tức giận giống như bộ dạng kinh ngạc của ly tâm khiến hắn thấy mất mặt trong khi đó, câu nói của Hoàng ưng thoải mái như chẳng có gì quan trọng. Ly tâm nhan mặt, lẽ nào mafia không đáng ngạc nhiên? Là cô đã đánh giá cao đối phương hay đánh giá quá thấp tề mặc, bọn họ tuy có thế lực rất lớn nhưng cũng chỉ là một sự tồn tại mà thôi. Có lẽ cô không biết, trong giới hắc đạo có nhiều thế lực, mỗi thế lực có chỗ đứng và đầu mục riêng nhưng thông thường, nhà buôn bán vũ khí là lão đại của các thế lực. Tề ra chúng tôi lại là nhà buôn bán vũ khí hàng đầu. Hồng ưng lúc này mới lên tiếng giải thích cho Ly Tâm rõ, Ly Tâm biết tề mặc là lão đại hào. Môn đứng nhất nhì trên hắc đạo. Có điều, cô không ngờ vị trí của tề mặc lại cao đến như vậy. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói hắc đạo có quy luật này ly tâm cười hì hì với tề mặc có phải do các anh sản xuất vũ khí thấy ai không vừa mắt liền hủy diệt họ nên mới có thế lực và danh tiếng lớn như vậy hoàng ưng và lập hộ nghe xong cười ha hả hồng ưng cũng mỉm cười lắc đầu Ly Tâm liền quay sang tề mặc, đuôi mắt tề mặc lộ rõ tia vui vẻ, hắn chậm rãi mở miệng, có thể nói như vậy, Ly Tâm huyết một tiếng sáo, hống hách thật đấy, Hồng ưng thấy Ly Tâm dễ dàng tin lời, nụ cười trên môi càng rộng hơn. Tề mặc ôm ngang người Ly Tâm, vỗ nhẹ lên lưng cô, miệng nở nụ cười hiếm thấy. Đi theo tề mặc bao nhiêu năm, Hồng ưng chưa bao giờ thấy tề mặc cười tươi như vậy, Ly Tâm quả nhiên có bản lĩnh hơn người hồng ưng mỉm cười giải thích cô tưởng chúng tôi là kẻ thống trị trên địa cầu này chắc thấy ai không vừa ý là tiêu diệt người đó nếu tôi không hài lòng người lãnh đạo một đất nước nào tôi sẽ dùng vũ khí loại trừ ông ta cô đừng nghĩ như vậy rồi sau này gây chuyện đấy hồng ưng vừa dứt lời lập hộ và hoàng ưng liền cười ha hả ly tâm trợn mắt nhìn tề mặc tề mặc nói chậm rãi nếu chướng mắt tôi dù hắn là người đứng đầu một nước nào đó tôi cũng giải quyết hắn ly tâm hết nói nổi với tính cách của tề mặc có người gây chuyện với hắn hắn dám tiêu diệt người đó lắm chứ ly tâm hiểu ý của hồng ưng tề mặc là lão đại hắn muốn làm gì thì làm còn cô chỉ là tài xế kiêm đầy tớ của lão đại dù tức giận cũng không có bản lĩnh hủy diệt người khác vì vậy cô chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời mà thôi mafia ý là bang phái có lịch sử lâu đời và nổi tiếng trên thế giới lúc này ly tâm đi theo tề mặc tới một tòa lâu đài nguy nga tòa lâu đài toát ra không khí nho nhã uy nghiêm lâu rồi không gặp tề Vừa đến cửa lâu đài, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh tươi cười bước ra chào đón. Người đàn ông trông đẹp trai vô cùng, tề mặc vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng khi người ông giang rộng hai cánh tay đến bên hắn, treo quen. Giọng nói hắn lãnh đạm, chứa hàm ý cảnh cáo, treo quen lúc này ở ngay trước mặt tề mặc, nhún vai nói với vẻ không hài lòng, tề chẳng có tình người gì cả. Bạn bè lâu rồi không gặp mà không nhiệt tình chút nào, nghe câu này, ly tâm bất giác nhíu mày. Tề mặc cũng có bạn. Đây là chuyện quá bất bình thường. Cô liền đưa mắt quan sát người đàn ông tên Chewen, che Wen ngay từ đầu đã phát hiện ra cô gái đi cùng tề mặc. Lúc này, anh ta nhìn ly tâm bằng ánh mắt hiếu kỳ. Chewen liếc qua tề mặc rồi đi về phía ly tâm, người đẹp ở đâu ra vậy? vừa nói anh ta vừa giơ hai tay chuẩn bị ôm ly tâm theo phép lịch sự thấy treo wen có vẻ nhiệt tình gương mặt lại rất đẹp trai ly tâm cũng giơ tay định đáp lễ anh ta tề mặc thấy vậy tối sầm mặt kéo mạnh ly tâm về bên mình rồi đi thẳng vào trong tòa lâu đài ly tâm đã quen với cử chỉ này của tề mặc cô liền bước theo hắn mà không có bất cứ phản ứng nào hành động của tề mặc khiến treo wen vô cùng kinh ngạc anh ta sững sờ nhìn tề mặc ôm eo ly tâm bước đi quay sang hồng ưng vừa đi tới treo wen hỏi nhỏ tôi có phải bị hoa mắt không hồng ưng mỉm cười quân lão đại thị lực của anh rất tốt vừa nói hồng ưng cùng hoàng ưng đi theo tề mặc treo wen đứng ở cửa lâu đài nhìn theo bóng tề mặc một lúc mới định thần trở lại anh ta ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó lắc đầu lẩm bẩm, dù đao kiếm bay từ trên trời xuống cũng không kinh ngạc bằng cảnh mình vừa nhìn thấy. Âu Mi Gót ngồi ở phòng khách rộng lớn trang hoàng lộng lẫy, ly tâm chăm chú quan sát treo En. Anh ta cũng không rời mắt khỏi cô, ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên. Lão đại của mafia Italy vang danh thiên hạ lại là một người đàn ông đẹp trai nhiệt tình, trông có vẻ giống playboy hơn. Thế đạo hình như thay đổi rồi, anh chàng Chewen này không hề giống lão đại Hắc Bang, đúng là chẳng có sức thuyết phục một chút nào. Chewen, tôi không bận tâm đến việc móc mắt anh đâu đấy. Thấy Chewen cứ nhìn Ly Tâm mãi, Tề Mặc lên tiếng cảnh cáo, Chewen cười ha hả rồi đảo mắt về phía Tề Mặc. Anh ta tựa người vào ghế sofa một cách thoải mái, Tề, cô gái nhỏ của anh cũng đang nhìn tôi đấy, bàn tay Tề Mặc ôm eo Ly Tâm lập tức siết mạnh. Ly Tâm liền quay sang Tề Mặc. Tề Mặc cất giọng vô cảm, cô ấy nghi ngờ thân phận của anh không cần nhìn tề mặc cũng biết ánh mắt ly tâm quan sát treo wen có ý nghĩa như thế nào treo wen lạnh lùng trừng mắt với tề mặc tề chỉ có anh mới dám nói thẳng như vậy treo wen có diện mạo tuấn tú dịu dàng trông giống một công tử nhà giàu điển hình và hoàn toàn không có khí chất của chùm hắc bang nói anh ta là công tử giàu có chắc ai cũng sẽ tin nếu nói anh ta là lão đại của tổ chức mafia Italy thì 10 người nghe đến 11 người sẽ không tin. Tất nhiên là đối với những người biết rõ lai lịch của che Wen như đám Tề Mặc, Chewen không phải là loài cừu hiền lành mà là loài sói thâm hiểm và tàn độc nhất, do đó khi nghe Tề Mặc giải thích, che Wen không tỏ ra tức giận mà nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt thách thức. Ly Tâm thấy vậy liền nhíu mày, không lên tiếng cũng không thèm để ý đến che Wen cô vừa quan sát phòng khách bài trí sang trọng vừa nhấm nháp bánh ngọt và hoa quả trên bàn đói chết đi được đi từ đông nam á đến châu âu không được ăn uống tử tế bụng ly tâm kêu gào từ lâu ăn uống quan trọng hơn ông trời ai thèm để ý cừu hay sói ở trước mặt thấy ly tâm không để ý đến mình mà chỉ tập trung ăn đồ của cô thần sắc bình thường như không thể bình thường hơn giống như cô đang ở vườn hoa sau nhà treo wen hơi cau mày ly tâm đúng là to gan thật đắt là lần đầu tiên treo wen gặp người tùy ý như vậy ở trên lãnh địa của anh ta tề mặc buông tay khỏi người ly tâm để mặc ly tâm ăn bánh và hoa quả đồ ăn này không có hại cho sức khỏe ăn nhiều một chút cũng không sao tề mặc quay sang treo wen cất giọng lạnh lùng có chuyện gì gọi tôi đến đây anh không thể xử lý việc treo wen không thể giải quyết có thể tưởng tượng khó khăn đến mức nào ánh mắt treo wen lộ vẻ khác lạ khi thấy tề mặc đi thẳng vào vấn đề ngay trước mặt ly tâm anh ta trầm ngâm nhìn chiếc đồng hồ cắt, không phải không thể xử lý, mà là tôi không tiện ra mặt tề mặc im lặng đợi. Chewen nói tiếp. Chewen hắng một tiếng, ba ngày trước, lô vũ khí chúng tôi chuẩn bị đưa đi Trung Đông xảy ra chuyện, bị người khác tráo đổi. Hiện tại, phía Trung Đông đang cần gấp, mà trong kho của tôi bây giờ chỉ còn lại hàng loại hai. tề mặc trầm ngâm tựa người vào ghế sofa, vắt chéo hai chân rồi cầm ly rượu xoay xoay. Hắn chậm rãi nhà từng chữ một, là người nào, Fayushi Madam, cũng chính là mẫu thân đại nhân của tôi, treo quen nhếch mép cười. Hắn nói với tề mặc bằng một ngữ điệu vô cùng băng giá, trong ngày hôm nay, chúng tôi buộc phải xuất hàng đi Trung Đông. Lô hàng trước đó tôi hoàn toàn không có manh mối. Mẹ tôi làm vụ này tương đối đẹp. Hồng ưng, Hoàng ưng và Lập Hộ đứng sau tề mặc đưa mắt nhìn nhau. Cheo và mẹ của anh ta là Fayushi đều có thế lực tương đương trong giới mafia. Việc hai người thủy hỏa không hợp chẳng còn là điều bí mật trên chốn giang hồ tuy nhiên fey thực sự ngu muội khi động đến tề ra treo wen cất giọng đều đều nói rõ tình hình tề mặc ngồi im lặng thỉnh thoảng hắn gõ gõ ngón tay lên ly rượu treo wen hợp tác với tề mặc nhiều năm biết động tác này có nghĩa tề mặc đang tức giận một khi tề mặc tức giận đối phương bất kể là ai đều không được yên lành lần này lại do anh ta để xảy ra sơ suất, treo wen vội lên tiếng tề anh hãy phụ trách giải quyết anh cần gì tôi sẽ cung cấp toàn bộ cho anh toàn bộ lợi nhuận của chuyến hàng này cũng sẽ thuộc về anh treo wen có bước nhượng bộ lớn anh ta chịu trách nhiệm cung cấp mọi nhân lực trong vụ này đồng nghĩa với việc tề mặc không phải sử dụng người của hắn trong khi đó trị giá lô hàng giao dịch với trung đông là vô cùng lớn lợi nhuận có thể nói là trên trời mua đứt mấy quốc gia nhỏ ở châu phi cũng không thành vấn đề nghe treo wen tự nguyện nhượng bộ hồng ưng nhíu mày im lặng quan sát treo wen anh muốn tôi giúp anh trừ khử fey tề mặc cất giọng lạnh lùng không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào treo quen nhếch mép nở nụ cười cuốn hút nhưng đôi mắt anh ta ánh lên tia tàn nhẫn không tôi nhường hết lợi nhuận của tôi chỉ với mục đích muốn xin lỗi tề còn fey si động đến lão đại tề ra là bà ấy phạm sai lầm nghiêm trọng Tề, tôi nghĩ một tổ chức mafia thống nhất sẽ là đối tác làm ăn tốt hơn mặc dù treo không nói rõ nhưng ý tứ của anh ta ai nghe cũng hiểu ly tâm đang mải nhét đồ ăn vào bụng cũng cúi đầu bĩu môi thừa nhận người đàn ông này thâm hiểm thật hàng xuất đi chưa Tề Mặc dường như không bận tâm lắm đến vấn đề Fei UC, Che Wen gật đầu, hàng xuất sáng nay mất khoảng 10 ngày mới đến Trung Đông, Tề Mặc trầm ngâm một lúc rồi ôm ly tâm đứng dậy, "Tôi cần biết mọi tin tức về Fei UC. Hãy bố trí cho tôi một số thuộc hạ giỏi nhất, còn anh hãy đợi lệnh bất cứ lúc nào." nói xong tề mặc liền quay người đi ra ngoài treo wen mỉm cười cất cao giọng trả lời biết rồi tề ra khỏi phòng khách đám tề mặc đi thẳng về phòng nghỉ sang trọng treo wen đã chuẩn bị từ trước ly tâm liếc nhìn xung quanh không thấy bóng dáng người của treo wen cô lại đảo mắt về phía tề mặc muốn nói gì thì nói đi thấy bộ dạng ngập ngừng của ly tâm tề mặc liền mở miệng ly tâm bóp chán tại sao anh lại giúp treo wen một băng đảng mafia thống nhất cũng không hẳn là tốt ly tâm vừa dứt lời đám hồng ưng hoàng ưng liền quay về phía cô ly tâm nhún vai thôi coi như tôi chưa nói gì nói xong cô đi theo tề mặc về phòng của hắn cũng là phòng của cô mặc dù không phải là người của hắc đạo nhưng ly tâm hiểu rõ bất cứ một thế lực nào lúc chia năm xẻ bảy đều không đáng bận tâm một khi thống nhất sẽ trở thành sự uy hiếp lớn ly tâm biết điều này do cô thích nghiên cứu lịch sử trung quốc người ngồi ở vị trí cao như tề mặc phải hiểu rõ đạo lý này mới đúng bây giờ chỉ là đối tác sau này đôi cánh cứng lên rất có thể trở thành địch thủ vậy mà thái độ của tề mặc có vẻ quyết đoán ly tâm không phải có ý nhắc nhở tề mặc mà cô hiếu kỳ muốn biết tại sao tề mặc lại đồng ý giúp treo căn phòng ngủ của ly tâm được bài trí theo phong cách lãng mạn của italy ly tâm bất giác nhíu mày có thể thấy phong cách này ngay tại hang ổ của mafia nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng ra tuy nhiên ở trên chiếc bàn xa hoa đặt một khẩu súng khiến ly tâm nhìn ngay ra mùi vị của nơi này cô có thể phân biệt súng thật hay giả dùng súng làm vận trang trí chứng tỏ một phong cách khác thường của mafia sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay đồ ngủ ly tâm lên chiếc giường lớn mềm mại đánh một giấc ngon lành hiếm khi có dịp tề mặc không bắt cô hầu hạ cô phải tranh thủ ngủ cho đã ôi ly tâm trong giấc mơ cảm thấy toàn thân bị đè nặng không thể nhúc nhích giống như bị một ngọn núi đè lên người ly tâm nửa tỉnh nửa mê hé mắt cô bị tề mặc ôm chặt đi ngủ quen rồi kiểu này ngoài tề mặc không còn ai khác ôi nặng quá tề mặc nằm gối đầu bên cạnh mặt ly tâm một cánh tay hắn vắt ngang qua ngực cô chân hắn đè lên hai đùi ly tâm ly tâm lườm tề mặc cô trở thành gối ôm của hắn không được tự do động đậy thân phận quả là đáng thương ly tâm nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp một giọng nói trầm thấp lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tai cô, treo Wen và tôi quen nhau từ lúc 11 tuổi. Anh ta là đại thiếu gia của mafia, còn tôi là con riêng của tề gia. Chúng tôi cùng nhau trải qua một số biến cố. Trong nhiều năm nay, Chewen Wen từng cứu mạng tôi, cũng giúp tôi rất nhiều tôi có thể ngồi ở vị trí của ngày hôm nay treo wen có công không nhỏ ly tâm lập tức mở to mắt quay sang nhìn gương mặt không một chút biểu cảm của tề mặc hắn đang nhắm mắt như vừa rồi không phải hắn mở miệng chỉ bằng vài câu đơn giản tề mặc thú nhận mối quan hệ giữa hắn và treo wen đồng thời cho biết lý do tại sao hắn lại giúp treo wen hắn vừa giải thích với cô sao ly tâm chớp chớp mắt quan sát tề mặc cô chưa bao giờ nghĩ hắn chỉ là con riêng con riêng của tề ra sao có thể ngồi lên vị trí cao nhất ngắm nhìn ngũ quan cương nghị và rắn giỏi như gang thép của tề mặc ly tâm đột nhiên hiểu ra tại sao hắn lại lạnh lùng tàn nhẫn và vô tình đến như vậy trong một gia tộc có lịch sử cả trăm năm như tề gia muốn đứng trên cao phải trả một cái giá người bình thường không thể tưởng tượng nổi với thân phận của tề mặc hắn càng phải bỏ ra gấp mấy lần người khác ly tâm không khỏi cảm thán trong lòng cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ ở sau lưng tề mặc lúc này màn đêm đã buông xuống trời tối đen kịt bụng ly tâm đột nhiên kêu ùng ục ly tâm lập tức cảm thấy cô đói sắp chết đến nơi ly tâm lay người tề mặc tôi đói quá không có động tĩnh ly tâm nhíu mày động đậy chân tay định đẩy tề mặc ra nhưng cô vẫn không thể nhúc nhích ly tâm gồng hết sức mình nhưng vẫn hoàn toàn vô dụng cô liền cất lớn tiếng với một giọng đầy bất mãn tôi đói rồi muốn ăn cơm